Nếu quý vị và các bạn có theo dõi trên trang truyền thông Thái Hà thì chương trình phần quà yêu thương do các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà và bà con giáo dân tại Thái Hà thực hiện bắt đầu từ ngày 13 tháng 4 năm 2020 trợ giúp những anh chị em khó khăn do bệnh dịch COVID-19 tại Hà Nội. Thì ông bà và anh chị em thấy là ngày đầu tiên chúng tôi tổ chức cảm thấy không được hiệu quả cho lắm, khi mà 5 tấn gạo chỉ trong một thời gian ngắn hơn 3 tiếng đồng hồ thì đã được gửi tới cho bà con, nhưng mà dường như là những người nghèo nhất lại không nhận được. Cho nên chúng tôi đã thay đổi cách thực hiện. Hôm nay chúng tôi thực hiện ngày thứ hai này thì những người nhận phần quà sẽ có một cái lá phiếu ở trên tay. Chúng tôi có một hệ thống anh chị em thiện nguyện để gửi những lá phiếu này cho những người cần giúp đỡ hơn hết. Hôm nay chúng tôi gửi tới những người nhận phần quà yêu thương 10kg gạo và một lọ sát khuẩn và một chiếc khẩu trang. Hệ thống anh chị em thiện nguyện gửi các những lá phiếu tới cho bà con theo những khu vực khác nhau. Những anh chị em di dân đang còn lại ở Hà Nội, các bạn trẻ, các bạn sinh viên chưa về được quê hay là còn ở Hà Nội gặp những khó khăn, hay là những anh chị em mà bệnh nhân gần các khu vực bệnh viện, chúng tôi sẽ cố gắng để những anh chị em thiện nguyện đó gửi những lá phiếu tới cho những anh chị em đó. Những cụ già đau yếu bệnh tật không thể tới lấy được, chúng tôi cũng có người có thể trợ giúp nếu như những các cụ mà không nhờ được ai lấy. Cho nên ông bà và anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, cộng tác với chúng tôi trong chương trình này. Khi nào bệnh dịch còn, ông bà và anh chị em biết Hà Nội là một trong các tỉnh có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh dịch, cho nên là việc cách ly vẫn còn tiếp tục. Và chắc chắn chúng ta biết là rất nhiều gia đình gặp khó khăn. Và hy vọng công việc làm nhỏ bé của chúng tôi đây sẽ là một sự liên đới an ủi tới những gia đình gặp khó khăn này. Qua đây chúng tôi cũng hết lòng cảm ơn những anh chị em có lòng quảng đại, anh chị em giáo dân cũng như không phải là giáo dân đã cộng tác với chúng tôi qua việc đóng góp tiền hay là đóng góp gạo. Và như hôm nay, sáng ngày hôm nay có một chị giáo dân chở tới những lọ sát khuẩn. Chị nói là cần bao nhiêu chị cũng sẵn sàng, rất là quảng đại để có thể góp phần nào để xoa dịu sự khó khăn do bệnh dịch gây ra và cùng nhau đẩy lùi bệnh dịch. Để xin Chúa gìn giữ chúng ta và xin Chúa chúc lành anh chị em, những anh chị em gặp khó khăn đã đến với chúng tôi cũng như những anh chị em quảng đại đã giúp đỡ chúng tôi làm chương trình này.